Hôm nay công ty Thế Giới Máy chúng tôi đang đi bàn giao máy ép cám viên Takeo TK250 cho trang trại sản xuất thức ăn cho gà đá. Đây là nguyên liệu hạt đậu phộng, bo bo, hạt hướng dương, các loại hạt đậu tương, đậu lành, gạo, đậu đen và một số các loại hạt chuyên dùng cho gà đá đang được đảo trộn đều vào. Kỹ thuật viên của chúng tôi đang ép. Đây là thành phẩm sau khi đã trộn. Sau khi trộn vào thì bà con phối trộn độ ẩm sao cho từ 20 đến 25%. Thì khi mà ép ra thì máy sẽ ép nhẹ và viên cám sẽ đẹp. Đây là thực tế hình ảnh của viên cám. Viên cám ra rất chắc đều và không có cấn nặng đi theo. Bà con có thể nhìn thấy rất là rõ. Đây là tay khách hàng tôi đang hân hoan vui mừng khi thấy là thành phẩm ra mà đặt ngoài sức mong đợi của họ. Đây là một trang trại gà rất lớn ở Củ Chi. Không những là các anh mới cung cấp thức ăn cho gà của mình mà cung cấp luôn cơ hội sinh thái của các hộ gia đình chăn nuôi gà trong cái nhóm group của họ. Một mô hình cực kỳ hay và thú vị. Máy ép cám viên Takeo TK250 thì sử dụng điện 3 pha 380V. Ngoài dòng máy này ra thì chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm máy ép cám viên 3 pha công suất lớn hơn, hoặc là có một số máy ép cám viên dòng nhỏ năng suất từ 50 đến 150kg trên giờ sử dụng điện 1 pha, phù hợp với các hộ gia đình vừa và nhỏ. Bà con có nhu cầu quan tâm xin hãy liên hệ với chúng tôi với số điện thoại bên dưới video hoặc nhắn tin để chúng tôi tư vấn hỗ trợ tốt nhất cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.